Ok, xin chào anh em quay trở lại với kênh channel của Star Vinh nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này để mà hướng dẫn anh em cách làm nhiệm vụ để mà qua C2. Hiện tại mình đã qua được C2 rồi và mình cũng là một người mới chơi cách đây một tuần thôi. Nên là mình sẽ chia sẻ lại cái quá trình mình lên C2 cũng như là cách làm nhiệm vụ để mà cho anh em qua C2 một cách là đơn giản nhất nha. Thì nếu mà anh em xem video mình nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và kèm theo đó một cái lượt bình luận nha. Và đặc biệt là anh em nhớ đón xem livestream mình để mà anh em có thể chơi chung cùng mình nha anh em. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Đầu tiên để mà qua được C2 chúng ta phải đạt ít nhất là level 700 anh em ạ. Ok, mình sẽ đi theo làng này. Bạn này qua đảo nhà tù anh em ạ. À, mình sẽ theo bằng này cho anh em. Vậy có vẻ như là mình sẽ đi nhanh hơn bằng ấy. Đấy, đây là ngày thứ sáu mình chơi vào lúc chút anh em ạ. Nên là mình, những cái mình chia sẻ là cho anh em là những cái mình trải nghiệm trong 6 ngày này anh em à. À, cái đảo nhà tù này hình như là hôm bữa mình đã có qua rồi. Đây, đợi mấy bạn kia qua anh em ơi. Đây là cái gì đây? Nhận khóa con này hả? Nói chuyện Don Juan đã tẩu thoát. Tôi chúng tôi cần giúp để theo hắn ta trước khi hắn độc chiếm thế giới. Thông tin nhất tôi nhận được cho thấy anh ta đang trốn với đô đốc băng tại ngôi làng băng giá. Hãy cầm chìa khóa này và đi tìm anh ta. À, xong rồi chúng ta đi đi đến đảo đảo băng giá đúng không? Ok, đầu tiên là anh em phải lên được chúng ta đầu tiên chúng ta lên được level 700 đúng không? Sau đó thì anh em sẽ đi qua đảo nhà tù nha anh em. Anh em sẽ phải đi qua đảo nhà tù và anh em sẽ nhận một cái thông tin là trên đô đốc Sì Quan đã trốn thoát và anh em sẽ nhận chìa khóa từ cái thanh niên có tên chữ khác gì đó. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ bay qua đảo ngôi làng băng giá nha anh em. Đây đây là gọi là đâu, ngôi làng băng giá. À, đã có chữ khác à. À, đợi đợi bạn kia lại hướng dẫn tiếp rồi mình mới biết anh em mà. Cái này thật ra mình đây là lần đầu tiên mình qua C2 nên là mình chia sẻ là cho anh em thông qua cái quá trình mình đi luôn em mà để cho anh em dễ. À, dưới đây có một cái căn hầm anh em. Ở đảo băng giá thì chúng ta sẽ có căn hầm ở phía dưới chữ khác anh em mà. Ok, chúng ta sẽ dùng cái chìa khóa. Em sẽ lấy cái chìa khóa lúc nãy mà chúng ta được nhận anh em. À, đây rồi. Thanh niên này là thanh niên siêu quan lúc nãy đúng không? Đó. Ok, rồi sao nữa? Đánh con này hả? Mày chết mày rồi con. Hai anh đi này hình như là anh đi này nó trốn từ cái đảo nhà tù qua đây anh em à. Ủa, không sao? Chưa đánh chết mà sao nhận được cái gì đây? Ui, lắc 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 lắc. Lắc anh em ơi, lắc. Lắc anh em à. Con boss kia kiểu bố mày đã trốn qua đây rồi mà mày còn kiếm được mình nhây thế. Ui, bên đây mình đánh nó mình cũng được tiền nữa nè anh em. Ngon ấy, ngon ấy. Hình như con boss này nó không phản kháng lại hay sao ấy. Mình nãy giờ mình thấy nó. Ui, ui, ui. Ai vậy? Cứ mỗi lần mình dùng chiêu trúng nó là mình sẽ nhận được một cái lượng tiền hay sao anh em mà. Ai dạ. Thằng bồ mình đánh hay là nó đánh gì ta? Rồi nó sắp chết rồi anh em ơi. Hãy giơ tay đầu hàng đi, mày không chạy thoát được đâu con trai. Tu bè công tò neo. À, hình như là nó đánh. Ui, chà, tôi đã thua. Tôi cho rằng bạn được gửi đến đây vì cuộc gặp gỡ của nhỏ của tôi với Swan đúng không? Nọ đó. Tôi không thể nói rằng đây là cách chính xác, công lý thay đổi dựa trên quan điểm của bạn, nhưng bạn phải tin tôi. Khi tôi nói với bạn rằng tôi không giúp Swan tẩu thoát, ngược lại tôi đã cố gắng ngăn cản hắn ta. Thì ở cái đoạn này anh em có thể tua ngang nhanh thật nhanh để cho anh em có thể tiết kiệm thời gian nha. Đó thì đây là lần đầu tiên mình qua C2 nên là đoạn này mình đọc rất là kỹ nên mà thề luôn. Thì anh em làm mà không muốn mất thời gian thì anh em có thể tua lần này thì nó sẽ không có gì đặc biệt hết trơn á. Thì anh em cứ đọc để mà hiểu cốt truyện là được nha. Quan tình cờ là người đứng sau hoạt động này. Vì thế anh ta đã đe dọa bạn tôi bằng chiến tranh nếu anh ta không trả tự do cho Juan và đưa hắn trở về Vương quốc Hoa Hồng. Do thương vong không đáng kể đốt lim nham đã đồng ý trả tự do. Ok, cái này mình bỏ qua đi đây mà dài dòng quá trưởng luôn là biến đọc quá. Anh em khi nào anh em có qua đây thì anh em nhớ đọc cái này thử xem như thế nào nha. Ok, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đi qua bên thị trấn trung tâm hả?
Mình sẽ đi theo thanh niên này thôi anh em à. Thị trấn trung tâm có phải là thị trấn mà lúc mà phải là à, đây 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 về thị trấn trung tâm đây là một có vẻ như giống một cái đô thị hơn đây mà chắc có lẽ là người ở đây đặt tên đây là thị trấn trung tâm à cái tên đó là thị trấn trung tâm anh em à. Ok chúng ta sẽ phải sau khi mà chúng ta đánh chết cái con boss kia rồi á thì chúng ta sẽ di chuyển qua thị trấn trung tâm nha. Rồi ở đây có khá là nhiều gương ấy anh em nhớ qua đây để mà lên nhặt nha anh em. Sau thì chúng ta sẽ đi ra một cái gì đây. Ủa thanh niên đi vô rồi à ở phía sau của cái khu chị thị trấn trung tâm này chúng ta sẽ có một cái chữ thanh niên tên là khác cái này mà Experience Captain ấn qua là vô được C2 á. Ôi ấn vô là qua được C2. Ok nói chuyện nè tôi sẽ đưa bạn đến biển thứ hai bạn có muốn đi không. Ok muốn chứ đang dịch chuyển quay thế là xong à. Ui dẹt giờ mình đã qua được C2 rồi anh em ơi. Ok, vậy là sau một tuần chơi bờ đốc chút của mình thì mình đã chính thức qua được C2 đây mà. Bên đây chúng ta sẽ được chọn phe hải tặc và phe đây giống như cái kia thôi, phe hải quân và phe hải tặc. Ai rồi C2 của chúng ta đây hoài hiện đại võ trưởng đây mà hiện đại võ trưởng luôn. Ở đây có nhiều thanh niên tên khác quá nhỉ. Ôi tới tận ba thanh niên tên khác luôn đây mà. Ui không vậy rồi bây giờ làm gì nữa đây là qua được C2 đúng không anh em. Ok thì đó là cái quá trình mà mình cài lên được level 700 cũng như là mình qua được C2 nha anh em. Hi. Thì là đầu tiên á là anh em sẽ phải là lên được ít nhất là level 700. Khi mà anh em vừa lên được level 700 xong á thì anh em phải anh em xem lại sau khi mà anh em được lên level 700 rồi thì anh em nhớ là anh em phải đi lại một cái đảo nhà tù thì anh em nhận chỗ thanh niên tên là khác á, thì anh em sẽ phải bấm vào thanh niên đó và anh em nhận một cái chìa khóa sau đó anh em đi qua bên bên cái đảo băng giá này mà ngôi làng băng giá và anh em xuống một cái căn hầm đó đó và anh em mở khóa ra anh em đánh chết con boss đó sau đó thì anh em hãy quay về cái ngôi làng trung tâm. Ủa cái gì đô thị trung tâm cái gì anh em nãy mình quên tiêu rồi đô thị thị trấn gì đó thị trấn trung tâm nó sau đó thì anh em sẽ bấm vào thanh niên phía sau của cái đô thị đó có sẽ có một cái chữ khác này mà thì anh em sẽ bấm vào đó để mà anh em tiến hành anh em nhận. Ủa anh em tiến để mà giờ đó để mà anh em chuyển qua C2 nha mà đó thì đó là cái quá trình mình lên cái thịt trái gì nè ui trái phân tách à ở đây mấy anh niên có nhiều trái ui anh niên mấy anh niên vừa mới lên C2 được cái ăn được cái trái liền em ơi. Ok và đó là cái quá trình mà mình trải nghiệm cũng như là lên được C2 thông qua nhiệm vụ và cũng như là sự giúp sức của anh em trên kênh mình. Thì nếu mà anh em xem đến đoạn này rồi mà anh em vẫn chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một lần đăng ký nha và kèm theo đó là một cái nút like để cho mình có thể động lực mà làm những video tiếp theo nha anh em. Đó thì mình còn trải nghiệm từ game này dài dài nên là mình trải nghiệm tới đâu thì mình sẽ hướng dẫn anh em tới đó đó nên là anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh nha. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em thôi. Đó thì ở tại cái bàn này thì chúng ta sẽ ngồi lại với cái người bạn mà chúng ta cần trao đổi trái anh em. Đó thì theo như mình biết là như thế thì chúng ta sẽ dùng cái số lượng trái mà có số tiền tương ứng để mà đổi cái trái mà phía bên kia của bạn của mình. Đó thì chúng ta sẽ dùng để mà chúng ta đổi và chúng ta dùng trái mạnh hơn nha. Đó thì cái này chúng ta lên C2 chúng ta mới có còn bên C1 sẽ không có nha anh em. Ok cảm ơn em có nhiều. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ và trải nghiệm con game này thật là tuyệt vời nha. Hẹn lại mọi người vào những video lần sau. Nhớ subscribe để mà ủng hộ mình nha anh em. Bye bye.